Thưa quý vị, ngày hội kết đoàn năm nay, bà con nhân dân thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương không giấu niềm hân hoan hạnh phúc khi các hoạt động của ngày hội được tổ chức tại khu thể thao của thôn, nơi mà cách đây vài tháng, mọi người dân trong thôn đã cùng chung tay góp sức xây dựng nên. Thôn Phú Sơn 2 có gần 500 hộ gia đình, đa số người dân đều làm nông. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng khi được hệ thống chính trị của thôn phát động xây dựng khu thể thao để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, thì tất cả mọi người đều chung tay góp của, góp công để xây dựng với tổng giá trị gần 230 triệu đồng. Thôn vận động nhân dân ủng hộ để xây dựng khu thể thao thôn, thì hầu hết tất cả mọi người dân trong thôn đều ủng hộ nhân lực, vật lực, ngày công để đóng góp xây dựng nên một khu thể thao thôn được khang trang như ngày hôm nay. Là sự được, và đặc biệt là khi mà xây xong thì tổ chức các cái sự kiện văn hóa văn nghệ của thôn, đặc biệt là ngày hôm nay thì tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cho nên là người dân ra đây, người dân thấy rất là khí thế và thấy cái sự đóng góp của mình là được trân trọng và được sử dụng đúng mục đích. Tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ai cũng thu xếp thời gian đến để tham quan khuôn viên khu thể thao bề thế và hòa trong các trò chơi đậm chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ, sự ấm tình làng nghĩa xóm. Tổ chức ra được một cái ngày đoàn kết toàn dân để những người dân họ hưởng ứng, đó là rất chi là phấn khởi. Mặc dù hôm nay người dân họ bận rộn như thế nào nhưng cũng sắp xếp được thời gian để về dự cái ngày kỷ niệm này. Thì tất cả những các nam cũng vậy, và tổ chức là thường xuyên thể hiện cái tình đoàn kết của lối sống, từng tổ dân cư là vận động để được tham gia về cái trọng trách này để cho nó hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Sức mạnh lòng dân ý đảng ở Phú Sơn 2 còn thể hiện rõ nét qua nhiều phong trào thi đua ở địa phương như duy trì mô hình nuôi cá nước ngọt với doanh thu hơn 5 tỷ đồng một năm, chung tay nâng cấp, mở rộng gần 800 mét đường giao thông kiệt xóm và giao thông nội đồng, xây dựng tuyến đường hoa dọc trục đường chính của thôn. Đến nay toàn thôn có hơn 96% hộ gia đình văn hóa và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%.